Hôm nay mình sẽ nâng cấp con khủng long này thành siêu to bằng cách đi bắt và ăn những chú gà và thu thập những con khủng long bé hơn và để đích trở thành một đội hình khủng long chiến đấu với người chơi khác các bạn ạ. Ok, không biết mình sẽ chiến thắng và nâng cấp được con khủng long to như thế nào, các bạn cùng nó chờ xem hết video nha. Ok, bắt đầu nào. Rồi, đây này, đây đây, các bạn có thấy không? Ok, quá à, con gà kìa, con gà. Ui, thấy chưa? Đây, thu thập đây nè, những con khủng long nhỏ con hơn các bạn ơi. Ui, hai con gà này, hai con. Thấy chưa, mình đã lên level 4 rồi. Ui, à, con gà này, wow, level 6 luôn các bạn ơi. À, mình đã nhìn thấy một con gà kia, nhảy, ba, chạy thôi. Thấy chưa, về đến đích các bạn ơi. Đội hình bên kia, chiến đấu thôi. Nên nào, rồi, mình nâng cấp được một con khủng long cổ dài các bạn ạ. Và rất là nhiều khủng long bao chúa vằn vằn xanh xanh kia các bạn ơi. Ôi, được 60 đồng tiền luôn. Đen đen. Chiến thắng các bạn ạ, trận đầu tiên luôn. Ôi, mình có tiền các bạn ơi. Mình lại nâng cấp lên. Ô, xuất phát, mình đã được một con khủng long level 2 luôn. Ok, đây, khủng long con này đi theo mình. À, con gà kia đang mổ thóc. Mổ thóc à, đây em mổ thóc này. Lên. Ui, thu thập được một con khủng long các bạn ơi, khủng long bà chúa màu tím rồi. Wow, ôi khủng long của mình còn bay lên nào quá ghê luôn. And rồi xem chúng ta bay xuống đây nè. Wow, thu thập được khủng long có gai ở trên lưng các bạn ơi. Nào, ôi chúng ta còn có thể kết hợp được nữa đây nè. Đấy đấy, ôi level 2 lên nào, lên level 4 luôn. Wow, không có level 5 các bạn ơi. Được rồi, xong pha chiến đấu nào. Rồi, lần này là ải đầu tiên các bạn ơi. Rồi, có 2-3 ải luôn. Wow, mình phải giải cứu các bạn ơi, nhìn kìa. Rồi, một con khủng long chim luôn, khủng long bay luôn. Nhưng mà không biết có thành công không. Ôi, ôi, ui, may, đây này, đây nè. Không phải giải cứu, mà là chiến đấu các bạn ạ. Wow, quá ghê luôn đây. Ôi, thất bại các bạn ơi, không chiến đấu được với con khủng long bay đó. Mình có tiền, mình lại nâng cấp lên được một chú khủng long level 3 luôn. Rồi đi nào, ok luôn. Ui ôi, ui ca, chú gà kìa, đứng lại, chạy đi đâu cho thoát. Ok luôn, ui, có cái bờ rào có điện luôn. Wow, bẫy nửa các bạn ơi. Bây giờ khủng long của mình vào kia, có mà nó cháy thành than luôn. Đây, thì chúng ta sẽ lấy hết ra các bạn nhá. Ôi, bay lên nào, nhảy cao nào, bay cao nào, nhảy cùng xin. Ok, à, đã phải được đến đích rồi, kết hợp lên. Đây, ok. Rồi, level 7, lên level 8 luôn. Wow, các bạn ơi, rồi, à, mình có tiền, mình lại mua tiếp nè. Thôi, hết tiền, mất rồi, các bạn ơi, mua được một con khủng long nữa thôi. Rồi, xông pha chiến đấu với con khủng long chim kia các bạn ơi. Đấy, khủng long bay kìa, lúc nãy mình bị thất bại, bây giờ mình phải chiến đấu lại. Đấy, rồi, cố lên nha. Yeah, chiến thắng rồi. Lại tiếp tục nâng cấp được con khủng long level 4. Đi. Ui, wow, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái cầu này xem các bạn ơi. Đây. Wow. Tiền nè, rất là nhiều tiền luôn. Đấy, rồi chúng ta được một chú khủng long level 8 luôn các bạn ơi. Wow, đông nghịt luôn. Ok, đây rồi, kết hợp lên level 9, level 10. Wow, sở hữu được một chú khủng long và 11 luôn. Đây, ok, hết ở đây giống nhau đây. Rồi hết rồi các bạn ơi. Có ấy đây rồi, level 6 có ở đây, có level 6 luôn. Rồi đây, chúng ta sẽ xếp gọn hàng ở đây chiến đấu nào. Ui các bạn ơi, đội hình lần này bên kia các bạn ạ, có một con khủng long level 6, một con khủng long level 2 và một con khủng long level 5. Ôi, gồm một con khủng long level 2 tiếp và một con khủng long level 6 tiếp các bạn ạ. Ok, rồi chiến đấu xem. Wow, chiến đấu xem, lần này mình sẽ phải chiến đấu với 5 cửa luôn các bạn ạ. Ok, đã tiêu diệt được một cửa rồi. Sang bên này, ui bên này là 7 con luôn. Ôi, 7 chiến đấu với nhau. Bên nào sẽ giành chiến thắng, bên kia hay bên mình? Bên mình hay bên kia? Bên mình các bạn ạ. Ôi, rồi, ngoáy đuôi nào, mình chiến thắng. Ok luôn. Ôi, bên này tiếp tục, ngoáy đuôi nào,
nhau ngoại. Ôi không các bạn ơi, bên mình bị thua. Lại tiếp tục nâng cấp lên rồi, được một con khủng long level 5 các bạn ơi. Ok vào đây nào, đây à, con khủng long này đi theo mình nào, lùi cái cầu lên để mình đi qua mẹ đấy. À đây nhìn thấy con gà kia rồi. Ôi con gà kia nhìn thấy mình. Ôi ôi các bạn ơi, wow, bây giờ ơi đối thủ con cử cả khủng long level cao hơn mình các bạn ơi. Ui đấy ui bị đánh các bạn ơi, lùi lại và tụt level, không thể nào mà thu thập được. Đây này đây này đấy, ôi à, bay lên đây, ôi bay lên đây để chúng ta ăn con gà này ấy, ăn con gà để mà lên cấp chứ. Rồi ok level 5, ui level 7 này không thu thập được các bạn ơi, mình có level 5 thôi, hỏng rồi. Lần này về được có hai con khủng long thôi, ôi ít quá, thế này thì nhỡ hết rồi các bạn hả. Rồi à đây đây, long này vào 3 nè, 4 nè, 7 nè, rồi củng cố thêm đấy, ok luôn. Rồi hết tiền mất rồi, chiến đấu thôi, xông lên. Rồi đây nè, vô chiến đấu nào. Dạ chia ui ui, ngoẫy đuôi nào, đập đi nào, ngoẫy đuôi nào, chiến đấu đi nào. Ôi không các bạn ơi, không sao, chúng ta sẽ đi lại các bạn ạ. Rồi một chú khủng long level 5. À con gà kia đứng lại, được rồi lên level 6. Ui xơi chạy. Ui các bạn ơi, gà còn ỉa ra trứng, à quên để ra trứng này đi. Ai sợ sợ đi các bạn ạ. Ý sợ quá, ỉa để ra trứng. Rồi ôi ui xơi level 8 nè, mình thu thập được rồi, ngon ngon. Level 7 nè, ôi level 7 tiếp nè. Wow cái lò kia vào có mà 9 luôn con khủng long. Wow khủng long level 15 các bạn ơi, chưa thể nào mà thu thập được. Rồi nước sao đây, chúng ta sẽ bay lên đây xem có gì không. À có con gà này, có con gà nè. Ồ thu thập được một con khủng long level 10 các bạn ơi, ok luôn. 11 này, wow 15 không thể nào thu thập được, sao mà nó khỏe thế các bạn ơi, tận 15 level luôn. Ôi không để ý các bạn ơi, rơi bổng phát xuống biển mất rồi, chúng ta lại phải đi lại thôi các bạn ạ. À. Rồi không sao, chúng ta sẽ để ý hơn. Ok đây 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 đấy, nào con gà này ấy, thấy không các bạn, con gà nó đẻ trứng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi vòng qua cái này xem là có cái gì. Wow tiền, ui tiền, wow wow tiền, tiền nhiều tiền quá luôn. Rồi rồi ngon. Rồi chúng ta sẽ đi ra đây, bây giờ mình sẽ không bay lên trên kia nữa các bạn ạ. À. Mình sẽ đi ở dưới thôi. Ấy ui đi ở dưới nhưng mà rất là nhiều bẫy luôn. Wow cũng nóng lên mà 20 luôn, ui chưa thu thập được. Rồi bên này bên này bên này đấy, đưa sang đây. Ôi bị trừ mất một level các bạn ạ. À. Nhưng mà không sao không sao. Rồi đi đây thôi, nổi cái cầu lên. Ui sao mà nhiều thế các bạn ơi, level 5, level 9, level 10, level 11 này lên nào. Ok luôn. Rồi củng cố lên. Level 2 đâu, đây rồi, tiếp tục. Level 3 đâu, không có level 3, level 7. Level 7 các bạn ạ, à, rất là nhiều các con khủng long khác nhau nên là mình sẽ phải nhìn để ý kỹ hơn. À đây, level 9 nè, ok luôn, được rồi, chiến đấu thôi. Bây giờ lên đi thôi, mình có một con khủng long level 12 các bạn ạ. À. Ui, nhanh chóng tiêu diệt đội hình này rồi. Wow, một con khủng long bằng chúa luôn. Đấy, rồi, xông phá lên, không phải sợ các bạn ạ, à, không phải sợ đâu, đúng rồi. Ngoan đi nào. Thôi các bạn ơi, không, mình không chiến thắng được các bạn à. Thất bại rồi. Con khủng long kia nó to, nó khỏe, mồm nó rộng, nó ngoan cho cái thì bị tiêu diệt hết luôn. Rồi chúng ta nâng cấp lên level 7. Rồi level 7 luôn các bạn ơi. Oh, cộng được một con khủng long à, cộng level các bạn ạ. Wow, level 8 rồi, ok luôn. Đi vào đây là chúng ta sẽ được cộng một level, level 9 luôn. Ui, con khủng long kia level 10 chưa thể nào thu thập được các bạn ạ. Ok, đã thu thập được con khủng long level 10 này rồi. Wow, cộng 2 level luôn. Xin. Ui, level 11, lại tiếp tục cộng 2 được 2 level nữa các bạn ơi. Ui, 14 level. Wow, 15 level. Ôi, bị trừ mất 3 level các bạn ơi. Còn 12 level thôi. Không sao, không sao. Không sao, chúng ta sẽ... ta chỉ cần hơn được những con khủng long này là ngon rồi. Ôi lại bị trừ tiếp các bạn ơi. Rồi về đến đích thì được một con khủng long này vào 11, quá khỏe luôn. Ok luôn xem nào. Wow. À đây đấy. Ơi đâu. À đây lên nào. Level 7 nè, level 6 nè, level 8 đâu, không có level 8 các bạn ạ. À level 10 đây đấy. Ừ, mình không nhìn thấy thì người ta sẽ chỉ cho mình. À đây đây, ok luôn. Rồi hết rồi các bạn ạ. Rồi.
mình sẽ phải củng cố thêm. Ui, level 2, ngon, level 3. Rồi, tiếp tục một con nữa. Ok, hết rồi các bạn ơi. Rồi, chiến đấu nha, xông lên, đi nào. Rồi, mình sẽ cố gắng phải tiêu diệt được con khủng long level 30 này mới được. Ok luôn, khủng long bạo chúa à, khủng long bạo chúa à. Xem ta đây, yeah, chiến thắng, tiêu diệt được rồi. Ok các bạn, vừa rồi thì mình đi thu thập và nâng cấp những con khủng long lên và tiêu diệt những con khủng long bạo chúa hay những con khủng long có gai ở trên lưng, level và sức mạnh cao hơn mình. Mà không sao, mình vẫn giành chiến thắng các bạn ạ. Và video của mình đến đây là tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye.